Em tên là Dương Ngọc Nam Anh Thư, năm nay em 27 tuổi, em đang làm trong ngành hàng không ạ. Chào mọi người, em tên là Trịnh Quốc Huy, em 28 tuổi. Thầy, em đang độc thân và em chưa từng trải qua một mối tình nào hết. Trời ơi, trời ơi, 27 tuổi chưa có mối tình nào hết. Dạ, em cũng chưa có mối tình nào gọi là vắt rồi đó coi. Ủa, cặp này ngộ rồi nha. Kiểm tra con. Trời đất ơi, loại giới tính rồi. Có thiệt luôn hả em? Mà sao không hôn được ai vậy? Có người cho hùng mới cho hùng, mới hùng. Ờ, mình phải cướp giật nữa chứ em. Mình phải mạnh mẽ lên, đôi lúc có những cái mình phải cưỡng bức. Em tên là Thanh Tuyền, năm nay em được 27 tuổi. Em tên là Lê Bảo Ngọc, 29 tuổi. Sao tên giống tên gái vậy? Trên tay em nụ hoa vẫn nở, phút xa ngỡ như thật gần. Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ, mơ về một ngày có mưa em đêm. À, tính em cũng vui vẻ. À, nam mà em cũng biết làm việc nhà, cũng biết nấu nướng. Tốt. Cái nhược điểm của em á là hơi lười. Biết, mặc dù biết làm nhưng mà con phải có ai thúc cái mới làm được. Bên thì bê bối, bên thì lười. Cái cặp là lấy nhau không biết cái nhà nó thành cái gì rồi nha. Nhưng anh hỏi em á, thích tóc dài hay tóc ngắn á? Tóc ngắn anh. Nhiều tóc có ít tóc. Dạ đừng có hói là được rồi. Bên này hỏi vậy là tôi hiểu rồi.